Sau thời gian theo dõi, điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng Internet với số tiền lên đến 20.000 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc liên tỉnh có quy mô lớn. Qua vụ án này một lần nữa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tội phạm đánh bạc bằng công nghệ cao hiện nay. Quá trình điều tra, ban chuyên án bắt giữ 20 đối tượng, trong đó Lê Tuấn Vinh, sinh năm 1988 và vợ là Trần Thị Ngân, sinh năm 1990, trú tại thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Hoàng Văn Tân, sinh năm 1988 và em trai là Hoàng Văn Nhâm, sinh năm 1992, trú tại xã Hùng An, huyện Kim Động, là các đối tượng cầm đầu 5 đại lý trong đường dây đánh bạc trên mạng Internet. 16 đối tượng khác trong đường dây có địa chỉ tại Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Giang. Qua khám xét, ban chuyên án thu được vật chứng gồm 38 điện thoại di động, 7 bộ máy vi tính các loại, gần 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều SIM điện thoại, thiết bị kết nối mạng Internet và các vật chứng liên quan, phong tỏa hơn 100 tài khoản ngân hàng. Theo hồ sơ điều tra, đây là 5 đại lý cấp 1 của 5 trang game bài đổi thưởng khác nhau, có máy chủ đặt tại nước ngoài. Mỗi game bài có hơn 20 đại lý cấp 1, mỗi đại lý cấp 1 lại có vài chục đại lý cấp 2 trên phạm vi toàn quốc. Các trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như tài xỉu, sóc đĩa lô đề, tiến lên miền Nam, bốc cơ, bắn cá, v.v. Đầu năm 2018, tôi có mở một quán internet game tại Tây Hồ, Hà Nội. Trên các trang mạng xuất hiện nhiều game bài cho người chơi là đổi thẻ đánh bằng tiền ảo nhưng được quy đổi ra tiền thật để kiếm thêm thu nhập. Tôi đã có tải các game đó về điện thoại và tôi đã xin các đại lý cấp 1 ở trong đấy làm đại lý cấp 2. Tiện cho công việc mua bán, trao đổi tiền game thì tôi có mở các tài khoản ngân hàng online. Song song với việc bán online cho các khách ở trên Facebook, tôi có bán cho khách ở quán game chơi tại quán. Sau khi đã được cơ quan cảnh sát điều tra nói rõ về hành vi của mình thì tôi nhận ra đó là hành vi sai trái vi phạm pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định những game bài đánh bạc trên hoạt động từ năm 2018 đến nay có hàng triệu tài khoản của các con bạc đăng ký tham gia. Sơ bộ bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây lên đến trên 20.000 tỷ đồng. Các đối tượng trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này là thường là các đối tượng trẻ và có trình độ về công nghệ thông tin, có trình độ về lập trình, về quản trị mạng. Đây là loại tội phạm ẩn và thực hiện ở trên không gian mạng, hoạt động rất là kín kẽ và tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Quá trình thu thập chứng cứ, đối tượng là vì có trình độ nên là đặt rất nhiều các tầng mật khẩu, bảo mật nhiều lớp và đặt các thiết bị tại nhiều nơi. Hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều đối tượng dễ dàng thiết lập các game trò chơi trực tuyến trá hình nhằm tạo ra các sới bạc trên mạng. Để phòng ngừa hiệu quả nạn cờ bạc công nghệ cao, người dùng cần phân biệt được đâu là game hợp pháp và đâu là game đánh bạc. Cùng với đó, mỗi người cần tự ý thức rằng đánh bạc trực tuyến cũng là hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại kinh tế của bản thân, gia đình và gây hệ lụy xấu cho xã hội. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền cũng như đấu tranh xử lý nghiêm tệ nạn cờ bạc dưới mọi hình thức, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.